Các bạn biết cá này cá gì không? Cái này cá ngừ giờ mẹ mình móc ruột ra xong để làm mắm ruột nha bạn, phơi tầm 2 3 ngày cho nó khô khô xong làm mắm ruột nha bạn. Đó, giờ cắt ra rồi móc ruột nha bạn, móc ruột phơi khô xong làm mắm hơi bị ngon. Bạch nhỏ nữa phải à, tao được. Bây giờ móc vừa ruột ra là đó, cá tươi xanh luôn rồi, móc ruột đúng bài luôn, móc ruột xong phơi ra nha bạn, phơi ra xong cho nó chờ nó khô khô xong mới làm được mắm ruột nha bạn. Xong đợi 2 3 ngày nữa mới làm tiếp được nha bạn. Ăn hơi bị ngon nha bạn. Mình kho quẹt lại thịt nữa nha bạn. Để chờ nó khô khô xong mình mới kho với thịt nha bạn. Được gọi là mắm ruột, mắm cá ngừ. Con nào chà bá luôn bạn. Trời nắng là bao đẹp, nắng chắc chang vậy luôn mà. Phơi đúng bài luôn. Quá là ok nha bạn. Ruột ăn với cà pháo với cà dĩa rồi hết bài nha bạn. Mày mình móc như móc xong ấy đó, bỏ miếng muối nữa sao á, xong mới đi phơi nha bạn. Ok nha bạn, giờ là phơi nó khô nha bạn, phơi cho nó khô cũng phải tầm ngày 2 ngày các bạn, nắng này chắc cũng tầm ngày 2 ngày khô khô xong mình làm mắm nha bạn. Mời các bạn nấu xem nha, 2 ngày sau nha. Ok nha bạn, sau 2 ngày thì mắm mực nó cũng chín, à là mắm mắm cá ngừ nó cũng chín nha bạn. Bây giờ là mình tao mỡ lên nha bạn, xong cái đó mình tao thịt sâu nha bạn. Đó, nhìn hấp dẫn mà bài bản các bạn. Quá bài bản đúng không, làm chén mắm cá ngừ ăn hết bài ruột là cũng như cái ở trong mình moi ở trong ruột các bạn. Bạn đón xem mình làm nha, mắm ruột mình phơi cũng khô rồi bạn, chín luôn rồi. Bây giờ mình để mình xào, mình chiên tách mỡ ra cho nó giòn nha bạn. Mình đang đảo nè, tách mỡ là phải đảo hoài nha bạn. Ok nha bạn, tách mỡ là đảo hoài luôn. Để em đảo nha bạn, tách mỡ nó cũng vàng nha bạn. Bây giờ hồi nãy giờ là mình đổ thịt vô mình đảo nữa nha bạn, đổ thịt vô đảo cho nó giòn lại luôn nha bạn, ăn cho nó béo nha bạn, đó quá tuyệt bên vờ nha bạn. Xong tí nữa mình sẽ tao tỏi xong tao hành xong mình mới đổ mắm mắm gì ta, mắm ruột vô nha, gọi là mắm ruột nha bạn, mắm ruột cá ngừ nha bạn, hết bài luôn nha bạn. Ăn là thôi chứ tới nãy cơm luôn nha bạn, bao cơm luôn, sợ cơm không đủ luôn mà. Mắm này là mình là khó ăn lắm mà, ăn nó đã. Chờ mình tiếp tục làm nữa nha bạn. Các bạn giờ cách mở nó vàng ha, thấy đã không ạ? Đó, không đánh luôn ha. Rồi chuẩn bị mình tắt rồi nha bạn, xong mình sẽ tao tỏi với hành rồi xong mình đổ mắm ruột vô, xong mình đổ cái này vô là nem gì lấm bay nha bạn. Rồi cùng sơ với mình nha. Ok nha. Để mình tao cho nó vàng vàng tí nữa nha bạn. Quá là ok nha bạn. Mở ra mình bạn ha, quá trời luôn. Quá là ngon nha bạn. Trên ta tuyệt văn vời đó mà. Ok nha. Giờ là mình lấy dầu hồi nãy mình phi tỏi à, là phi tắp mỡ xong mình phi tỏi luôn nha bạn. Đó. Sôi lên xong mình mới mới ấy tỏi vô mình phi nha bạn. Đó rồi đổ tỏi vô phi nha bạn. Đó. Phi
Bây giờ nó vàng vàng tí rồi xong mới đổ mắm ruột vô nha bạn. Mắm ruột đổ vô xong nêm gia vị, nêm như vậy xong nó mới đổ thịt vô nha, tại vì thịt hồi nãy mình cũng phi luôn à. Mắm ruột bữa nửa tô giờ còn một muỗng các bạn. Nó khô lại, nó chín lại mà, còn ít nè. Giờ tỏi nó vàng. Nó điện cho nó xin mắm ruột. Giờ vàng rồi nè, giờ mình đổ mắm ruột vô nha bạn. Đó. Quá trời mà giờ nửa tô mà giờ còn nhiêu đó mà. Nó khô lại mà. Nó đảo, tiếp tục đảo nha bạn. Đảo xong đem gia vị vô nha bạn. Nó đảo ra nha bạn. Lửa vậy. Nó đảo lên. Nhìn thấy đen thui luôn các bạn. Cái sợi mắm mực nhưng mà ngon hơn mắm mực nhiều nha bạn. Bữa mua mắm mực của ông Sơn Dược Vlog về ăn thất bại. Tưởng nó ngon, nó không ngờ giờ ẹt các bạn. Không ra trà chống gì, thua mấy người đi biển muối nữa. 90 ngàn rồi đó. Quên rồi. 90 ngàn. Thua luôn rồi. Ăn không ra trò chống gì hết. Nó giờ đảo cho nó cho nó tan ra nha bạn. Tan ra xong mình mới bỏ thịt vô nêm gia vị nha bạn. Nó tan ra bạn, giờ mình nêm gia vị nha bạn. Bột ngọt nha bạn. Muỗng, muỗng rưỡi. Giờ đường nha bạn. Muỗng rưỡi. Đảo lên cho nó tan ra nữa nha bạn. Đó, sau khi đó ha các bạn. Đó, thấy không? Dỡ ra rồi đó. Có tiêu nha bạn, miếng tiêu gió thơm thơm nha bạn. Rồi. Giờ đổ thịt vô nha bạn. Tiêu xong rồi thịt nha bạn. Nó giờ đổ thịt vô luôn nha bạn. Đẩy đảo lên cho nó ấy là nhiều các bạn. Mình muốn ăn hả các bạn? Đẹp miếng à. Giờ mẹ mình bật bếp nó lên đổ gia to xào cho nó ấy các bạn. Cho sôi lên tí nữa tắt. Sắc nó chết rồi cho nó ngon lắm à. Rồi cũng chuẩn bị xong nha các bạn. Bây giờ là ok, giờ múc lên lên tô nó luôn nha các bạn. Đó, quá là đẹp nha các bạn. Bảy ớt rồi. Giờ sắc ớt bỏ vô xong là đem lên tô lụm nha các bạn. Ăn với cơm là chảy nước miếng. Ok nha các bạn. Món đã lên xong nha các bạn. Là mắm ruột là gọi là mắm cá ngừ nha bạn. Từ lấy từ ruột cá ngừ ra nha bạn. Đó, tép mỡ, mắm ruột, thịt song hành rồi nha bạn. Ăn kèm là đó. Khổ qua với móng heo nha bạn. Với lại đậu rồng gì? Cà pháo, bông súng nha bạn. Đậu sống nha bạn. Đó, quá tuyệt vời nha bạn. Ok nha, mời các bạn cùng sơ với mình nha. Hello, xin chào cô dì chú bác và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay cùng mình ăn là món là mắm ruột, cũng được gọi là cái ruột của con cá ngừ nha bạn. Mình móc ra xong mình phơi khô đi xong mình làm như kho quẹt nha bạn. Rồi mà thịt thì tới thịt có thịt mỡ nha bạn. Ăn kèm là thiếu là cơm với lại ấy nha bạn. Đó. Mời các bạn cùng sơ nha bạn. Đó, bây giờ mình trộn này lên nha bạn. Đó, mình trộn món mực lên nè. Quá đã nha bạn. Trên cả tuyệt vời nha bạn. Ok, mời các bạn nha. Để làm miếng đã bạn. Làm cho đau đồng chứ nha bạn. Đau đồng giòn mà.
không ạ? Tôi sống ở quá ở bãi mà. Cơm nè. Lên cái từ quên. Đã bạn ơi. Mắm ruột bạn. Mình có là hai ngày nữa mà. Mình vơi 2 ngày rồi nó mới ra được vậy mà. Không phải mình vơi người làm được liền các bạn. Quá ngon à. Đơn giản mà, hết bài mà. Để mình trộn lên cho nó thấm. Cũng dùng ở nó ăn mới ngon vậy mà. Quá hết bài. Đã bạn ơi. Bút miếng thịt mỡ nha, mời các bạn nha. Thịt mỡ giòn. Mình phải giờ tới nái luôn mà. Chung mắm này mà ăn có cả dĩa đó bạn, mà mình kiếm không có mà. Mắm ruột là dĩa như là đòn mắm súng là đúng bà, thiếu món cả dĩa hết bà rồi mà. Giòn mà. Một miếng cơm. Chắc chắn hết. Hết bàn. Và miếng ớt. Miếng chắc mỡ. Ngon mà. Canh cho mát mà, canh khổ qua mà, thịt dưới giò, lộn với mắm heo. Đã bằng. Làm cam trúng với bạn. Ngon bạn. Cái món này cũng làm đơn giản mà. Cái tầng là nhà có cá ngừ á, mà cá ngừ tươi nha bạn, tươi không, cho mình móc ruột, mình lấy cái ruột đó thôi, móc cái ruột, mình đem thêm miếng muối, miếng bột ngọt nha bạn, xong mình đem mình phơi khô
nắng càng tốt, tầm phơi chừng tầm hai tầm ngày hai ngày làm nó là nên là làm chín chín là mình lâm thôi bạn, rất ngon mà ăn là chảy nước miếng riêng luôn bạn. Bánh này nếu mà xuất xứ từ Quy Nhơn Bình Định nha bạn, gọi là mắm ruột đó, tại vì là mình lấy cái ruột làm bún cá ngừ mà. Ăn này hao cơm. Ngon mà. Thấy nó đen đen vậy chứ ngon mà. Mọi bạn. Làm trái đồ đông rồi à. Cho mất cơm. Mất canh. Hết bài. Nóng quá bạn. Béo. Miếng đậu hành nữa các bạn, mở bài nha. Thầm giờ nó chưa mềm mà nửa tiếng mà. Hãy
mời bạn miếng nước. Chưa đã. Đã bạn. Uống nước xong mình tiếp tục nha bạn. Còn miếng cơm mà, đúng hào cơm mà. Ăn canh hủ qua nó mát mà. Không biết canh gì nó đúng bài mà. Là mày trái đầu rồng nữa mà. Mời bạn nữa nha. Nằm đó, không cay rồi. Đoạn rồi không? Đoạn mà đúng không? Cày. Rồi bắn thơm mà. Đơn giản như mắm ruột với lại tô canh rau rồi một xong một bữa xong một buổi đúng không ạ? Đơn giản như thơm ngọt đã quá bắn cái đầu rồng làm cái đầu rồng nữa à bạn nha.
đúng đầu đồng ăn tắm hết bài bạn. Không ngồi bạn. Đó. Đậm cái gì heo móng heo không mùi đúng rồi hợp thôi, video của mình xin kết thúc tại đây nha mọi người, thấy hay xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha, thì nhớ mình là góp ý mình nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha.